Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong những video trước thì mình đã review rất là nhiều cái xe đạp thể thao Nhật Bản. Và trong video này tiếp tục với cái dòng cái chuỗi video này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái chiếc xe thương hiệu rất là phổ biến và cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là thương hiệu Giant, người khổng lồ của Mỹ. Thì chiếc xe Touring Giant này là một cái dòng rất là phổ thông tại Việt Nam và rất là được rất là nhiều người ưa chuộng và lựa chọn để mà cùng đồng hành trên những cái quãng đường mà tập thể dục hàng ngày của người Việt Nam chúng ta. Thì cha xe thì không vẫn là những cái cấu cũ. Đây là chiếc xe thuộc model là CS3200. Các bạn có thể lên Google và search cái thương hiệu là Jante cộng với CS3200 thì nó sẽ có các link sản phẩm của nước ngoài. Xe có size 43. Xe size 43. Như ở trên tem này thì cái độ cao mà người đạp khuyến nghị là từ 1m65 cho đến 1m8. Tức là xe này đã phù hợp cho những cái người mà có độ cao từ 1m65 cho đến 1m8. Độ cao của cơ thể người. Xe size 43 thuộc dòng size nhỏ. Đây là cái tem mà như mình đã trình bày trong những cái video mà hướng dẫn phân biệt xe đạp bãi và xe đạp lắp mới, thì như các bạn biết là những cái chiếc xe mà đã sử dụng tại Nhật thì có những cái chiếc tem như thế này. Còn các bạn muốn tìm những cái cách đo size xe đạp thể thao như thế nào thì hãy tìm lại trong kênh của mình cái video mà hướng dẫn đo cỡ xe size xe đạp thể thao, thì các bạn sẽ biết là cách đo xe đạp thể thao. Khung thì được làm bằng khung nhôm. Giant là một khung nhôm. Cách phân biệt khung nhôm khung sắt thì đơn giản, các bạn chỉ cần lấy một chiếc nam châm và các bạn đặt vào khung và nó không hút thì là đương nhiên là khung bằng nhôm. Mình cũng không tìm cái chỗ nào ở đây nó bằng sắt. Đây, cái này như cái này là bằng sắt này. Cái trục của giảm xóc này thì bằng sắt thì nam châm hút. Mà cái này bằng nhôm thì 500 không hút. Đấy là một cách phân biệt rất là đơn giản khung nhôm và khung sắt. Xe được trang bị bánh 700C có giảm xóc, phanh Techo, vành 700C. Đó, phanh hiệu Techo, một cái hiệu phanh mà rất là phổ biến của cái dòng xe thể thao bãi. Như các bạn thấy là từ cái dây phanh nó cũng có cái logo Giant này. Đó, cực kỳ là tinh tế. Xe được trang bị tay chuyển số SRAM 3x7 tốc độ, vành double wheel, vành 700C double wheel có nghĩa là hai lớp, double wheel có nghĩa là hai bức tường, hai lớp, vành hai lớp cực kỳ cứng chắc, căm bằng lốc, liền bằng nhôm, phanh bằng nhôm, đũa bằng lốc, không han gì và cho trọng lượng chiếc xe cực nhẹ. Xe trang bị 3 đĩa và 7 líp. Bộ chuyển động là Shimano Antut, một bộ chuyển động thuộc tầm trung cao cấp của hãng Shimano. Các cái bộ chuyển động thì nó có thứ cấp như thế nào thì mình có một cái video mà hướng dẫn phân biệt các cái bộ chuyển động của xe MTB, thì các bạn hãy xem lại trong kênh của mình. Xe được trang bị lốp khá là mới, lốp 700C cực mới. Chiếc xe này thì có giá vào khoảng trên dưới 6 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại, các bạn sẽ được cái giá ưu tiên nhất và trong thời gian sớm nhất. Bởi vì xe bãi này thì nó cũng không có nhiều, thì các bạn nếu mà muốn sở hữu chiếc xe thì hãy liên hệ ngay với mình. Nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao hãy ấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất, và bên cạnh đó ấn chiếc chuông nhé. Và các bạn hãy like video để ủng hộ mình làm những video mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.